review đồ đệ của ta là đều là đại phản phái 259, 260. Nghe xong mấy lời vừa rồi của Tư Vô Nhai, trong đầu của Minh Thế Nhân hiện ra ba cái dấu hỏi chấm. Sau một hồi trầm mặc, bốp, Minh Thế Nhân vỗ tay xuống mặt bàn, hắn gằn giọng nói với Tư Vô Nhai, ta coi như là nghe hiểu rồi. Nhìn không ra đó, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ, thiên hạ này không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Cái gì mà giúp ma thiên các chỉ là cái cớ để ngươi bảo vệ bản thân mà thôi. Để không có dã tâm này, Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Thấy Tư Vô Nhai còn ngoan cố phủ nhận, Minh Thế Nhân lại một lần nữa chất vấn, không phải ngươi thì là ai? Vừa mới hỏi xong câu này, con ngươi của Minh Thế Nhân bỗng co rụt lại, trong đầu của hắn giờ đây hiện ra một thân ảnh, là hắn, không sai, đó chính là vị đại sư huynh của Thiên Ma Các. Nếu sư huynh cảm thấy cách của đệ quá trẻ con, vậy thì xin hỏi sư huynh có cao kiến gì? Tư Vô Nhai vẻ mặt không cảm xúc hỏi lại Minh Thế Nhân, bởi hắn cũng biết Minh Thế Nhân đã biết được đáp án cho câu hỏi mà huynh ấy vừa hỏi hắn. Minh Thế Nhân lúc này trầm mặc, hắn không biết nói gì nữa cả, hắn có thể có cái quỷ gì cao kiến chứ, nếu là thật thì đã không có hai lần bao vây ma thiên các trước đó. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập tại đường phố vang lên. Binh sĩ dẹp loạn đã đến, Diệp Chi Hành thò đầu ra quan sát một lát, rồi quay lại chắp tay nói, giáo chủ, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Được. Tư Vô Nhai nhìn về phía Minh Thế Nhân nói ra, đại sư huynh có tham vọng như vậy là chuyện tốt. Ít nhất ma thiên các sẽ không bị bao vây giống trước đây. Nói xong, Diệp Chi Hành mang theo Tư Vô Nhai đạp không nhảy ra bệ cửa sổ. Minh Thế Nhân nâng chung trà lên, lại không tự giác gật đầu, thầm nói, hình như cũng có lý. Vừa uống miếng nước vào miệng, chợt Minh Thế Nhân nhận ra có gì đó sai sai, không đúng. Ngay cả bắt hắn quay về, cũng có thể thực hiện kế hoạch này, con mẹ nó mình lại bị lừa rồi. Hắn tức giận ném quăng chung trà đi, ngoảnh đầu về phương hướng mà Tư Vô Nhai rời đi thì đã không còn nhìn thấy bóng người đâu nữa rồi. Lúc này, Diệp Chi Hành đã mang theo Tư Vô Nhai rời khỏi Nguyên Thương Thành. Diệp Chi Hành trên đường chạy đi còn không quên nói ra lời thán phục với Tư Vô Nhai, tu vi của giáo chủ vẫn bước đi như bay, bái phục bái phục. Mà Minh Thế Nhân giờ đây thì vẻ mặt hầm hầm, tức tối vô cùng, hắn 5 lần 7 lượt đều bị Tư Vô Nhai xoay vòng vòng như vậy. Hôm nay cuối cùng vẫn là để cho Tư Vô Nhai ung dung rời đi như vậy, tâm trạng của hắn bây giờ tốt mới lạ được đấy. Bỗng một tên áo bào đen trong hội ám võng của Tư Vô Nhai ẩn thân ở bức tường ngay đó lộ ra chân thân, hắn nhìn về phía Minh Thế Nhân khuyên nhủ. Tứ tiên sinh, không cần đuổi theo đâu, tôi chưa từng thấy giáo chủ nói chuyện với người khác lâu như vậy, vù vù, hai tòa pháp thân tứ diệp hiện ra. Tên áo bào đen đứng cạnh không lo ẩn nấp, lại ở bên cạnh thuyết minh trận đấu cho Minh Thế Nhân nghe, nhìn đi. Hai pháp thân tứ diệp xuất hiện rồi. Hai pháp thân này đột nhiên hợp thành một, biến thành lục diệp. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, một chiêu thần thông uy lực được thi triển, Lư Cầu Bình đứng ở một bên quan chiến không nhịn được mà cảm thán một câu, mạnh quá. Minh Thế Nhân liếc nhìn Lư Cầu Bình, giọng nói trầm ngâm vang lên, nhìn cái gì mà nhìn, nếu còn nhìn nữa thì ta móc mắt của ngươi ra đó. Đừng, đừng mà, tứ tiên sinh, tuyệt đối đừng, Lư Cầu Bình khóc không ra nước mắt sợ hãi xin tha. Với đôi mắt tinh tường, Minh Thế Nhân phát hiện ra phi thư được truyền tin bằng chim của Ma Thiên Các đang bay đến với tốc độ kinh hoàng. Vì bay với tốc độ quá nhanh nên con chim đưa thư này đã cắm mỏ vào tường, miệng không ngừng thổ huyết. Minh Thế Nhân thì không quan tâm vấn đề này, hắn nhìn về phía bức thư trong chân của con chim, sau đó cầm súng mở ra xem. Nhìn tên gửi thư, Minh Thế Nhân liền nhận ra ngay đây chính là thư của tiểu sư muội. Đọc nội dung ở trong thư xong, Minh Thế Nhân có chút thất kinh mà lớn tiếng, không phải chứ? Sư phụ sắp đến Thần Đô sao? Thần Đô là nơi nào? Nơi cao thủ tụ họp, nơi cấm quân trấn thủ. Theo như cách nói của lão thất, triều đình đã thống nhất ý kiến muốn đối phó với Ma Thiên Các, nếu đến đó không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Tên khốn kiếp nào đã đưa ra chủ ý này cho sư phụ thế? Nhận thấy sự việc gấp rút, Minh Thế Nhân tiện tay hủy đi phi thư, túm lấy cổ áo Lư Cầu Bình, đạp không mà bay đi, hướng về phía Thần Đô. Lư Cầu Bình thấy Tư Vô Nhai không có ý định cho hắn rời đi, liền vội vàng cầu xin, tứ tiên sinh, xin tha mạng. Minh Thế Nhân hừ lạnh nói, dám trộm bảo thiền y của sư đệ ta, ha ha. Mọi cơn thịnh nộ đều ẩn chứa trong hai chữ ha ha này. Lư Cầu Bình nghe xong lời này thì lập tức liền toát mồ hôi lạnh. Lư Cầu Bình vẫn không cam tâm bị giam giữ như vậy, hắn dè dặn hỏi Tư Vô Nhai một lần nữa, tôi có thể cầu xin đại ca, trả lại bảo thiền y. Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Minh Thế Nhân tức giận quát lớn Lư Cầu Bình, im miệng. Minh Thế Nhân nhìn về phương xa, trong lòng cảm thán không thôi, Thần Đô xa như vậy sao? Cùng lúc đó, ở ngoại thành Thần Đô, Lâm Gian, bốn thân ảnh, ba người một thú đã phi hành trên trời cao. Tiểu Diên Nhi nhìn về nơi xa nhắc nhở mọi người, sư phụ, phía trước là Thần Đô. Bạch Trạch chậm rãi hạ xuống, Tiểu Diên Nhi từ Bạch Trạch nhảy xuống tới. Tiểu Diên Nhi chạy đến Bạch Trạch bên người, Viện Chiêu Nguyệt nhảy xuống tới, nói ra,
Chiêu Nguyệt sư tỷ, muội nói rồi, Bạch Trạch thoải mái hơn phi thuyền nhiều. Ừm, Chiêu Nguyệt dựa vào Tiểu Diên Nhi nhảy xuống phía dưới Bạch Trạch. Có thể do mới khôi phục nên Chiêu Nguyệt thần sắc có chút mất tự nhiên. Chiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về hướng Thần Đô một lúc, rồi lên tiếng hỏi Lục Châu, sư phụ, thật sự phải đến Thần Đô sao? Lục Châu thản nhiên nói, chuyện liên quan đến thân thế của con, không thể qua loa. Sư phụ đã nói rõ ràng như vậy, với cả cũng đã tới nơi, nàng cũng không có dám nói gì nữa. Lấy Lục Châu dẫn đầu, sau đó là Tiểu Diên Nhi, sau đó nữa mới là Chiêu Nguyệt, ba người tung nhanh cước bộ tiến vào bên trong thành. Sau khi tiến vào trong thành, cước bộ của ba người chậm lại, Chiêu Nguyệt thì vẫn đi sát phía sau của Lục Châu, còn Tiểu Diên Nhi thì chạy ngược chạy xuôi, nàng ta chạy hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Đi, Lục Châu nói ngắn gọn một câu, sau đó cũng không có ngoảnh lại chút nào, đi thẳng về một phương hướng nào đó. Chiêu Nguyệt thành thật quy củ đi theo sau phía sư phụ, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn về phía Tiểu Diên Nhi đang chạy vào mấy cửa hàng ăn vặt. Tiểu Diên Nhi chạy vào một quán xiên nướng gần đó yêu cầu 10 xiên, sau đó nàng không quên quay đầu về phía sư phụ hỏi, sư phụ, chúng ta giờ đi đâu vậy? Kỳ Vương Phủ, Lục Châu nhàn nhạt đáp. Kỳ Vương Phủ sao? Tiểu Diên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chiêu Nguyệt tiến gần tới chỗ Tiểu Diên Nhi giải thích, người trước đây sư phụ quen. Hửm, sư phụ như này mà vẫn có thể có bạn sao? Tiểu Diên Nhi lại một lần nữa nghi hoặc hỏi lại. Xịt, Chiêu Nguyệt lấy một ngón tay cho lên miệng ra dấu cho tiểu sư muội nói nhỏ tiếng chút. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của tiểu sư muội nàng bất đắc dĩ, vẫn nên tránh xa tiểu sư muội chút, mình không phải là tiểu sư muội, không được sư phụ sủng ái như vậy. Nhìn thấy sư phụ đi càng lúc càng xa hai tỷ muội bọn họ, Chiêu Nguyệt vội vàng chạy lại gần phía sau sư phụ của mình. Mà Tiêu Diên Nhi thì lại không để ý điều đó, nàng ta chạy tới một chỗ người bán rong kẹo hồ lô xiên bên đường, hơn nữa còn muốn mua 100 xiên. Diên Nhi, Lục Châu thấy tiểu đệ tử của mình vẫn ham ăn ham chơi như vậy liền lên tiếng nhắc nhở, dù sao lần này đi tới đây là vì công việc chứ không phải đi chơi. Nhận thấy sư phụ không vui vì hành vi của mình, Tiểu Diên Nhi liền dừng lại hành động ham chơi của mình. Hai chân nàng đột nhiên quỳ xuống, hai tay để trên đùi hướng về phía Lục Châu lớn tiếng xin lỗi, sư phụ, đồ nhi sai rồi, sau này đồ nhi không dám nữa. Vị tiểu ca bán kẹo hồ lô thấy vậy liền giật mình không nhẹ. Một vị đi đường gần đó thấy vậy cũng không hiểu ra sao, sao đột nhiên có người quỳ xuống, đúng là kỳ lạ. Lục Châu thấy một màn này cũng chán không buồn nói gì, hắn chỉ nhắc nhở tiểu đồ đệ của mình mau đứng lên, chứ không một hồi nữa toàn bộ người trên đường sẽ chú ý tới bọn họ mất. Lục Châu vừa mới nói xong, đã có một đám người gần đó không rõ đầu đuôi câu chuyện như nào, xía vào lo chuyện bao đồng. Tôi nói này ông kia, cái thái độ này của ông là không đúng, đứa cháu này ngoan ngoãn như vậy, dễ thương như vậy, sao ông có thể lạnh lùng như thế chứ? Đúng đó, nha đầu này đã quỳ xuống nhận lỗi rồi, nghĩ đến sự kém cỏi của mình, đúng là không thể so sánh. Cô nương, tại hạ Tây Môn Suy, ta mời cháu ăn kẹo hồ lô, cùng ta về nhà đi. Nha đầu, mau đứng lên đi, ông của cháu lớn tuổi rồi, cũng hơi hồ đồ. Tiểu Diên Nhi lúc này bỗng vẻ mặt hầm hừ đứng dậy, một chân giơ lên tạo thế dẫm mặt đất. Oanh, dưới một chân đạp đất uy lực của Tiểu Diên Nhi, mặt đất lấy Tiểu Diên Nhi làm trung tâm, từng vết sạn nứt lan ra xung quanh khu chợ. Đám người xung quanh lo chuyện bao đồng liền câm nín lùi lại, cách xa đám người Tiểu Diên Nhi. Nếu còn nói ông của tôi nữa thì tôi đánh chết mấy người đó. Tiểu Diên Nhi nhìn hằm hằm vào đám người vừa nói xấu sư phụ mình đe dọa nói ra. Đám người xung quanh ngay lập tức tản ra xung quanh, chỉ để lại một mình Tiểu Diên Nhi ở giữa đường lớn. Ngoan ngoãn, sự khác biệt này đáng sợ quá, hung dữ quá. Đúng làm ơn mắc oán, lo chuyện bao đồng, giải tán đi. Lục Châu vuốt râu gật đầu, biểu hiện cũng không tệ, nếu là trước đây, chẳng nói chẳng rằng liền ra tay giết người. Lần này chỉ dùng miệng, chứng tỏ có tiến bộ rất lớn. Đi thôi, Lục Châu lên tiếng nói ra, dạ, ba sư đồ lại tiếp tục hành trình đi đường. Vào thời điểm ba người đi qua một cái giao lộ, Tiểu Diên Nhi trỏ về phía những gã tu hành mang theo đao kiếm, nói với sư phụ, người của U Minh Giáo. U Minh Giáo là ma giáo số một đại diễm, rất nhiều thế lực tránh không kịp, làm sao họ dám trắng trợn chiêu mộ quân đội ở đây, hoàng thất không quản sao. Không cần quan tâm, Lục Châu lắc đầu, hướng phía bên trong thành tiếp tục đi tới. Chiêu Nguyệt nhìn về phía tiểu sư muội giải thích, U Minh Giáo đúng là tà giáo, nhưng đối với hoàng thất mà nói, U Minh Giáo và thập đại danh môn chính đạo không khác gì nhau. Hai bên không can thiệp vào nhau, việc U Minh Giáo chiêu mộ người cũng chẳng khác gì các tông môn tu hành chính đạo chiêu mộ đệ tử. Hoàng thất đương nhiên sẽ không can thiệp, hơn nữa, với thủ đoạn của đại phản đầu kia, hắn ta tự khắc sẽ lo liệu mọi chuyện. Ồ, Tiểu Diên Nhi hồ đồ gật đầu, nàng hoàn toàn không nghe hiểu sư tỷ của mình vừa nói gì. Ở bất kỳ đâu đều như thế, ít nhất đến hiện tại, bề ngoài U Minh Giáo vẫn chưa động đến lợi ích của hoàng thất. Vẫn luôn âm thầm thâu tóm sức mạnh của ma giáo, đây là điều đang gây tranh cãi trong giới tu hành. Sau một hồi đi đường, ba người đã đi tới trước cửa của Vương Phủ Kỳ.
Tiểu Diên Nhi khởi động khớp vai, xung phong đi tới gõ cửa, khí thế của nàng mạnh mẽ như muốn đi phá cửa chứ không phải gõ cửa bình thường đâu. Nàng vung quyền hướng phía đại môn đánh tới, ngay khi quyền phong sắp đánh tới cửa lớn thì bỗng có một vị lão già ra mở cửa. Tiểu Diên Nhi chỉ có thể nhanh chóng phanh lại, thu lại quyền phong vừa mới đánh ra xong. Mặc dù là như vậy, vị lão già lại vẫn có thể cảm nhận dư động của quyền phong đánh tới. Vị lão già nhìn về phía đám người Lục Châu hỏi, ngươi là ai? Lục Châu nhàn nhạt nhìn về phía vị lão già hỏi, Tần Quân có ở đây không? Lão già thấy vị khách nhân này vậy mà to gan như vậy, trực tiếp gọi tên húy của lão già. Người quản gia này không phải là quản gia bình thường đâu. Ông ấy ở phủ Kỳ Vương 20 năm, được mọi người trong phủ hết sức yêu mến. Làm việc chu đáo, tỉ mỉ, có thể nhớ được thông tin, sở thích và ngoại hình của khách quý đến phủ Kỳ Vương. Là người giỏi quan sát sắc mặt và lời nói. Vị quản gia này nheo mắt nhìn Lục Châu, bỗng lúc này quản gia mở to mắt nhìn. Dường như đã có chút ấn tượng, ông ta hình như nhớ ra cái gì đó. Ông ta không dám khinh thường, liền mang xoay người, nên đón tiếp lấy, nói, xin hỏi tiên sinh có phải đến từ núi Kim Đình. Chỉ số EQ này, đầu óc này, không hỏi tên, cũng không hỏi về Ma Thiên Các, mà hỏi bạn đến từ đâu. Vừa không xúc phạm đến tên, cũng không nói ra những từ như ma đầu để đắc tội người khác. Kỳ lạ, sao tôi lại nói Ma Thiên Các, gia đình thực tập, ngươi đang làm gì đó? Lục Châu gật đầu nhìn về phía lão quản gia hỏi, ngươi biết lão phu sao? Sau khi có được lời khẳng định, vị quản gia dường như không có chút do dự nào quỳ xuống hành lễ với Lục Châu, tiểu nhân, bái kiến lão, lão tiên sinh. Như mọi khi, luôn thận trọng dùng cách xưng hô có thể xuất hiện bất ngờ. Cảnh tượng như này khiến cho Chiêu Nguyệt cùng với Tiểu Diên Nhi kinh ngạc không thôi, phải biết, sư phụ tiếng xấu đồn xa. Cho dù có rất nhiều người không liên quan đến Ma Thiên Các, nhưng khi nghe đến tên của sư phụ, đều sợ hãi và tránh xa. Tên quản gia này thì khác, lại quỳ xuống, dường như có chút liên hệ đặc biệt nào đó. Chiêu Nguyệt nhìn về vị quản gia nhắc nhở, trả lời đi. Tiểu Diên Nhi thì càng không cần phải nói, nàng chỉ tay về phía vị quản gia mà nói, mau trả lời câu hỏi. Lão quản gia nói ra, tiểu nhân, từng thấy chân dung của lão tiên sinh trong, thư phòng của lão gia. Chân dung của lão phu, Lục Châu bắt đầu hồi ức lại, nhớ lại cảnh tượng gặp Kỳ Vương Tần Quân vào năm đó. Trong ấn tượng của mình không hề để lại chân dung gì, có lẽ là sau khi rời đi, Tần Quân đã nhờ họa sĩ vẽ. Bỏ đi cũng không phải là chuyện gì to tát. Sau khi dùng thẻ nghịch chuyển, vẻ ngoài đúng là có chút thay đổi, nhưng sức hấp dẫn vẫn còn đó. Tên quản gia này có thể nhận ra, đúng là có mắt nhìn. Sau này dùng thẻ nghịch chuyển nhiều hơn thì mình sẽ trở nên trẻ hơn để bọn họ không nhận ra. Tiên sinh, mời vào trong. Lão quản gia vô cùng khéo léo trong cách đối nhân xử thế, hiểu được địa vị của nhân vật như vậy, liền thông báo đều giảm bớt, vội vàng đứng lên làm động tác mời. Lục Châu hài lòng gật đầu, cất bước vào bên trong Kỳ Vương phủ. Lão quản gia lấy hết can đảm, ra lệnh cho người mang ra trà ngon nhất trong phủ, pha trà và tiếp đón khách một cách trang trọng. Lục Châu không quan tâm đến những điều này, mà chỉ hỏi, Tần Quân đang ở đâu? Lão quản gia cung kính đứng sang một bên, nói, thưa lão tiên sinh, lão gia vào hoàng thành rồi, có lẽ nửa ngày nữa sẽ về, lão tiên sinh chỉ cần yên tâm ở đây. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một âm thanh to lớn, lão Hồng, nghe nói có khách quý đến. Lão quản gia Hồng Phúc xoay người lại, nhìn về phía bên ngoài phòng, thiếu gia, tiểu thư. Bước vào là một thiếu niên lang thanh lịch nhẹ nhàng cùng một cô nương thanh nhã tuấn tú. Hai người vừa tiến đến, liền thấy Lục Châu đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Dựa theo quy tắc của Đông Đạo Chủ, cho dù là khách quý cũng không thể tùy tiện ngồi ở vị trí này. Tuy nhiên, thiếu niên lang còn chưa kịp mở lời. Lão quản gia liền lên tiếng, thiếu gia, không được thất lễ. Cho dù lão gia quay về, cũng phải làm như vậy. Hồng Phúc này quả là một người tinh ý, nhìn ra được tính cách nóng nảy của thiếu gia trẻ tuổi hung hăng, nên phải nói trước đề phòng những rắc rối không nên có. Chàng thiếu niên tần thạc gật đầu nhẹ, dáng vẻ kiêu ngạo hạ thấp xuống. Lão Hồng ở trong phủ nhiều năm, làm việc luôn thận trọng, hắn có thể nói như vậy, tất nhiên phải xem trọng. Cho dù không biết lão tiên sinh trước mặt này là ai. Tần Thạc hướng phía Lục Châu khom người làm lễ nói, vãn bối bái kiến lão tiên sinh. Mặc dù hắn không biết trước mắt vị lão tiên sinh này là người nào, Lục Châu bưng lên lá trà, không hề phản ứng hắn. Người không có phận sự, không có giao lưu ý nghĩa. Tần Thạc ngẩng đầu nhìn chăm chú vào lọ chè trên bàn, đây không phải là đại hồng bào mà phụ thân chân quý nhất sao? Cho dù là nhân vật quyền quý trong hoàng thất đến Kỳ Vương phủ, phụ thân cũng sẽ không dễ dàng mang đại hồng bào cất giữ nhiều năm ra. Nhìn ra suy nghĩ của thiếu gia nhà mình, Hồng Phúc này liền lên tiếng, cản vị thiếu gia này của nhà mình nói chuyện. Thiếu gia, lão tiên sinh lặn lội đường xa đến, ngài vẫn nên lui xuống trước đi. Lão Hồng, ông, nghe lão Hồng một lần đi, sau này nếu thiếu gia muốn trách tội, lão Hồng không một lời oán thán. Thiếu nữ bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ, lão Hồng đi theo phụ thân 20 năm, lâu hơn cả chúng ta.
Lão Hồng đã nói như vậy rồi, chúng ta càng không thể xem nhẹ. Tần Thạc gật gật đầu, lại lần nữa hướng phía Lục Châu, Châu Nguyệt cùng với Tiểu Diên Nhi ba người cáo từ. Lão tiên sinh cứ nghỉ ngơi, vãn bối cáo lui. Thiếu gia đi thong thả. Lục Châu không để tâm tới hai huynh muội nhà này mà vẫn cứ ung dung ngồi nhấm nháp trà ngon. Hai huynh muội vừa đi ra phía ngoài, cô em gái liền nhìn về phía ca ca của mình hỏi thăm, "A, huynh đang lo lắng cái gì thế?" "Không lo lắng cái gì cả, lão Hồng làm như vậy, nhất định là có lý của hắn. Huynh chỉ là cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà khiến lão Hồng làm như vậy?" "Đợi phụ thân quay về không phải là biết ngay sao?" vị sư muội nói ra. "Có lý, đi thôi." Lão Hồng quay trở lại sảnh bên trong, cất tiếng nói, tiểu nhân đã dặn dò người dọn dẹp ba căn phòng, lão tiên sinh và hai vị cô nương cứ yên tâm ở lại. Lục Châu đứng dậy, chắp tay dạo bước, nhìn chung quanh một chút, thở dài nói, 20 năm qua, cứ tưởng vật còn người mất, không ngờ tới mọi thứ vẫn như cũ. Lão Hồng gật đầu nói, lão gia vốn là một người hoài niệm. Ở trong cung địa vị của Tần Quân như thế nào? Lục Châu hỏi. Nói thật trong cung có quá nhiều âm mưu, lão gia không thích tham gia, vẫn luôn tránh xa. Quyền lực cũng không cao, nhưng vẫn có chút tiếng tăm. Ngươi biết Lý Vân Chiêu không? Lục Châu tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe được cái tên này, lão Hồng sắc mặt biến hóa, nói ra, lão tiên sinh, người này là người bên cạnh Thái Hậu. Tuy không có thực quyền, nhưng vì có thân phận đặc biệt nên có không ít quyền quý qua lại với hắn. Lục Châu gật gật đầu, không nói chuyện nữa, chuyện còn lại, lão Hồng cũng không giúp được gì. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân nắm lấy Lư Cầu Bình, một đường phi hành. Thời điểm bay đến nửa đường, lộ ra vẻ mệt mỏi. Sư phụ cũng thật là, lúc này rồi mà còn đến Thần Đô, xa quá đi. Người có tọa kỵ, con thì chả có cái gì, phải bay tới bao giờ đây? Lư Cầu Bình hắc hắc nói, vậy thì thả ta đi đi. Ta đảm bảo, lập tức mang Bảo Thiền Y về. Im miệng, ngươi tưởng chuyện về Bảo Thiền Y đơn giản như vậy sao? Minh Thế Nhân lực tay tăng lớn. Lư Cầu Bình đau đến đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt đưa đám nói, bảo bối của Ma Thiên Các nhiều như vậy. Cũng không thiếu cái này, hà tất phải như vậy. Nếu ta chết, thì đại ca của ta sẽ tức giận, kỹ năng ăn trộm của nhị ca, tam ca, tứ ca ta giỏi hơn ta nhiều, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ta, quả báo của ngươi sẽ đến sớm thôi à. Minh Thế Nhân trầm giọng nói, ngũ thử nhỏ nhoi mà cũng dám uy hiếp Ma Thiên Các. Ngươi biết Bảo Thiền Y là vật hộ mệnh của bát sư đệ của ta không? Hả, trộm Bảo Thiền Y giống như giết bát sư đệ của ta. Nói thật cho ngươi biết, trong mắt ta, ngũ thử đã là người chết. Lư Cầu Bình đầu óc trống rỗng, ngất đi. Minh Thế Nhân liếc qua, mắng một cái, bị dọa ngất rồi sao? Phế vật, về Ma Thiên Các trước, rồi đến Thần Đô. Thần Đô lớn như vậy, chẳng lẽ phải vác theo tên phế vật này đi tìm sư phụ? Lúc này ở Thượng Nguyên Thành, Tửu Lâu Trường Phong. Một con chuột lúc này xuất hiện ở bên dưới Tửu Lâu. Đám người này chính là đám người ngũ thử, cả đám lúc này đang ẩn núp ở bên dưới Tửu Lâu, bàn bạc kế hoạch lẩn vào bên trong. Đại ca, ở đây là nơi Ngũ Đệ và Tư Vô Nhai hẹn gặp. Lên trên xem thử, hành động cẩn thận chút. Vâng, chíp chíp. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc Đỗ Nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.